Còn bây giờ sẽ là những thông tin dự báo thời tiết cho mùa vụ của bà con. Chào chị Tuyết Ngân ạ, tháng 12 đã đến rồi. Không biết là ngư trường trong tháng này thì khai thác nghề nào sẽ cho năng suất tốt để bà con ngư dân mình còn vươn khơi ạ? Dạ vâng, xin chào anh chị. Theo Trung tâm Dự báo Ngư trường và Khai thác Hải sản, thì tháng 12 này, các vùng biển ven bờ và ngoài khơi của Nam Bộ có hơn chục điểm cho năng suất khai thác nghề lưới rê ở mức trung bình, tức là từ 20 đến 70kg trên 1 km lưới. Do tác động của khối không khí lạnh mạnh từ phía Bắc tràn xuống, thì đêm nay và ngày mai, một loạt các vùng biển từ Bà Rịa Vũng Tàu đến Cà Mau và ra cả quần đảo Trường Sa đều cảnh báo sẽ có mưa dông. Trong mưa dông thì có thể xuất hiện lốc xoáy hay là gió giật mạnh gây nguy hiểm. Gió đông bắc cấp 5, cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, biển động. Độ cao sóng biển là từ 2 đến 3 mét. Bà con đánh bắt ở khu vực có cảnh báo gió mạnh, sóng lớn thì cần liên tục cập nhật thông tin dự báo thời tiết qua các tần số như 7906 và 8294 kHz. Ngoài ra thì bà con cũng nên kiểm tra lại áo phao và các phương tiện cứu sinh để phòng khi phải sử dụng trong trường hợp khẩn cấp. Vùng biển từ Cà Mau đến Kiên Giang trong đêm nay và ngày mai cũng sẽ cảnh báo có mưa dông, có nguy cơ xảy ra lốc xoáy. Tuy nhiên thì gió ở vùng biển này đêm nay và ngày mai chỉ ở cấp 3 và cấp 4, vì vậy độ cao sóng cũng chỉ từ 1 đến 2 mét. Chuyển sang các thông tin thời tiết trên đất liền, đồng bằng sông Cửu Long dự báo từ ngày mai đến ngày 4 tháng 12 sẽ xuất hiện một đợt mưa dông diện rộng, cục bộ có điểm mưa to đến rất to. Còn từ ngày mùng 5 trở đi thì mưa cũng sẽ giảm dần, chỉ còn rải rác ở một số khu vực và thời gian sẽ lùi về chiều tối.